Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh nghe đọc truyện hay mà mình là Bá Tiến. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện Nại Hà. Tuy rằng đây là một câu chuyện có màu sắc kinh dị nhưng mà khi các bạn đã theo dõi đến tập 1 thì mình cũng dám đoán rằng có vẻ như đây là một bộ truyện sẽ đáp ứng được nhu cầu của rất nhiều các bạn quý thính giả. Vừa mang yếu tố hài hước, vừa mang yếu tố kinh dị và có một chút gì đó cũng khá là tình cảm ở à, các nhân vật nữa Vậy điều gì đang đợi chúng ta? Và những nhân vật này sẽ làm gì ở dưới âm phủ? Mời các bạn cùng theo dõi tập 2 của bộ truyện Nại Hà Chương 5 Hoàn Hồn Nhị Giọng đọc Bá Tiến Các người đang nói cái gì vậy? Bạch nhiều chuyện Nương tử là từ người có thể gọi sao? Hướng trì một nữ hầu đa phu thì còn thể thống gì nữa chứ Thiếu Khanh tuy rằng tương đối đơn thuần Nhưng ý thức về nguy cơ là bản năng Hắn tới gần ta Một chút Dùng cánh tay bảo vệ ta Bạch vô thường vẫn cười khanh khách Vương gia luôn không coi trọng luật lệ là gì cả Âm phủ không giống dương gian Cho dù là nhất phu đa phủ Hay nhất phụ đa phu Đều là hợp pháp cả Tiếp nhận ta hay không Cần phải hỏi nương tử và nghiệt kính đại nhân họ nếu đồng ý mà ngươi lại bất bán ngươi cứ việc đi thiếu khanh nói Mất được ta nói vì sao ông phủ có thể nhất phụ đa phu nương tử vừa rồi đã đi qua mấy khu phố u đô rồi hẳn cũng nhìn thấy quỷ và người khác nhau không ít kẻ có cốt cách kỳ dị lại không có hình người một trượng phu là không đủ một cách kỳ dị có quan hệ gì tới thành thân đâu ta bưng nước trong uống một ngục nói cách khác có nam quỷ chỉ có một đầu không thân thê tử tất nhiên bất mãn rồi còn nữa có nước quỷ trên người mọc hơn 50 đôi ẩm um, vú một triệu phu tất nhiên không đủ ta suýt nữa thì phun nước lên mặt thiếu khanh ha, vô thường ra nơi này không khí không đủ thông lời này chúng ta ra ngoài hãng nói Mị nương cũng đâu phải quỷ có có các cách kỳ dị đâu. Thiếu Khanh liếc mắt nhìn ta, lại làm bầm nói. Chăm sóc nàng, một mình ta cũng có thể rồi. Cha vợ cần gì phải kéo theo tên quỷ treo cổ, thẻ lưỡi như ngươi làm gì chứ? Bạch vô thường xoay xoay tăng bổng, không nhanh, không chậm nói. Vương gia, bây giờ đúng là nhanh miệng nha. Tương lai e là muốn sống cũng không yên. Người ta vẫn nói rồi, có mải dao tốt mới giết lửa nhanh không phải sao? Ta nói lời nào cũng là thật cả, vậy ngươi nói xem, ta sai chỗ nào? Tạ mỗ, nếu là quỷ treo cổ, tiểu vương gia e là quỷ sản phụ. Bản vương rõ ràng là nam nhân, sao là quỷ sản phụ được? Coi vợ như con, mỗi ngày đều lầm nhầm căn nhằn. Nói tiểu vương gia không phải quỷ sản phụ, sợ người khác không tin đâu. Thì ra là thế, bản vương quả là không phải với ngươi thấy sắc mặt bạch vô thường hòa dịu một chút thiếu khanh khiêu khích nhìn đi một cái vô thường ra không phải quỷ treo cổ là quỷ treo cổ bị trồng dung bỏ tâm ghen tị quá mạnh chuyên chua lại tràn đầy hoán khí bạch vô thường quả nhiên tức giận tầm mắt sắc bén đảo trên người thiếu khanh mở miệng quả nhiên không câu tốt lời hay vốn muốn khuyên nhủ nhưng ngấm lại đây là chiến tranh giữa hai nam nhân có ta hay không thì hai người họ vẫn cứ tranh chấp thôi. ta giờ là vật ngoại thân không nên tham gia làm đá mài dao tội nghiệp a à, tội nghiệp. chờ thê như tử một ngày nói nhỏ thần bí làm bẩm nói tiểu vương gia không phải sản phụ quỷ sợ người khác đều không tin. thì ra là thế bổn vương hướng ngươi cùng cái không phải gặp bạch vô thường thần sắc hòa dịu chút thiếu khanh khiêu khích nhìn hắn một cái sau đó ta tìm tra cùng ông nói rõ chuyện muốn từ hôn. Cha ngậm tàu thuốc thật dài, trước bàn mạt trượt, lượn lờ sương khói, nhéo nhéo dâu của mình, ý vị thâm trường mà nói. Mỹ Mỹ, con nên biết rằng, làm người ấy à, cũng giống đạo lý khi làm tiền vậy. Ta sử dụng một câu nói, nữ nhi không hiểu. Con nhìn đồng tiền này đi, cha vừa mới đem tiền giấy đi đổi lấy. Ông ấy ném cho ta một đồng tiền âm phủ. Cái này ấy à, đều do lão bằng hữu của vị phụ thiếu đấy. Không có mấy huynh đệ khác họ này, cha cũng không đánh bạc đến ngày hôm nay đâu. Ta chẳng hiểu gì nhìn ông cả. Ông dùng tẩu thuốc, có gõ đồng tiền. Đồng tiền này bên trong hình vuông, bên ngoài hình tròn. Chúng ta làm người cũng phải như vậy. Bên trong chỉnh tề, có góc cạnh. Bên ngoài phải tròn tròn, khéo léo đưa đẩy. Ta đâm chiêu, gật đầu. Cha trải qua nhiều hơn. Lời nói ra luôn có vài phần đạo lý. Chỉ là ta không hiểu điều này có quan hệ gì tới việc từ hôn của ta. Ở phương diện tình yêu nam nữ cũng có một đạo lý như vậy. Vi phụ biết con một lòng thương nhớ, hải tử, dương vân kia. Vi phụ cũng nhớ thương nó lắm. Nhưng con đường này đã đi không thông rồi. Ta phải đổi đường khác thôi. Đi một con đường khác, thấy rõ rồi nói. Trước hết, đừng quyết định quá nhanh. Cắt miệng đậu hũ ra, không phải hai bên, đều giống nhau hay sao? Cha hít luôn một ngụm khói, bộ dáng hưởng thụ tới mất hồn. Tự tìm đi. Diêm vương ra và đầu trâu mặt ngựa đồng thời sắc mặt đại biến. Lúc tuổi già, cha già trong triều đình có ngoại hiệu là lão rùa già cầm tinh cá chạch. Thứ nhất, vừa trơn vừa trờn. Thứ hai, kiên nhẫn đối nhân xử thế. Có thể nói, thời trẻ của ông trôi qua trong sự chờ đợi, sức chịu đựng hạng nhất. Là bởi vì không có người thấu hiểu mà hận đời bị ngã đau sau khi ăn giáo huấn những năm xế chiều của ông có thể nói là trơn đến một chút góc cạnh cũng không có nếu không phải vì mê cờ bạc thành tính chết ở trên bàn mặt trường tương lai nhà chúng ta nhất định làm dạng dỡ tổ tông lúc cha tuổi trung niên đã chết hai người con vì thế với ta đặc biệt cưng chiều con rẻ có thể được ông xem vào trong mắt thật sự không được mấy người dù là tài đức vẹn toàn, cũng có thể bị ông nói thành phân ngựa phân trâu. Tạ vô thường, được ông cực kỳ ưu ái. Ông mỗi ngày để mong ta trở thành vô thường phu nhân, luôn hờ hứng với chuyện từ hôn này. Thật sự có chút khó khăn. Nhưng mà tới nơi mới rồi, ngày cũng có vẻ qua mau. Chỉ có mỗi cái phố hồi hồn cũng đủ cho ta đi dạo tới mấy phát ngấy rồi. Hơn nữa, từ sau khi yên ổn lại, Tạ Tất An và Thang Khiếu Thanh lên thành khách quen của Đình Vân Các. Nếu không gặp mặt thì thôi, một khi đụng nhau, hai người họ biến thành hai con nhím. Người đâm, ta ta chọc ngươi, có thể làm ẩm ý quấy phá một ngày một đêm, không yên tĩnh nổi. Trong nháy mắt bảy ngày đã qua, dằm tháng bảy đã tới rồi. Ta vốn muốn gọi cha đi dương gian với ta một chút, nhưng cha già nói ông và Diêm Vương có công việc phải làm, chạy trốn tại trận. Đầu tháng 7 và dằm tháng 7 là lúc bắt đầu quỷ tiết. Trong hai ngày này, rất nhiều u quỷ oán niệm sâu nặng, thường này không được tiến vào dương gian, thường xuyên sẽ ở nhân gian gây chuyện ăn thịt người, hoặc là vụng trộm đem cốt nhục của người sống về âm phủ. Bởi vậy, hồn tạ tất an cần câu nhiều hơn so với bình thường. Án mạng thiếu thanh cần xử lý cũng nhiều hơn bình thường. Cho nên, trước đêm khuya, phải đuổi chúng quỷ về âm phủ bọn họ thật là có việc phải làm nhưng thiếu khanh lại hứa hẹn với ta khi xong việc lập tức tới tìm ta hắn phải tận mắt thấy ta từ thủy quỷ xanh lét biến thành dọa xoa diễm lệ nhân tiện nói luôn sau khi tiểu vương gia và vô thường gia tranh chấp vô số đã ra kết luận đó là sau khi ta hoàn hồn rồi sẽ hát thành dạ xoa quỷ dạ xoa là ác quỷ nổi tiếng âm phủ là một trong thiên long bát bộ công việc có chút giống võ quan ở dân gian bình thường là trông coi quỷ môn quan và tuần tra ngã tư đường để duy trì an trị của u đô đơn giản thoải mái bỏng lọc cao là loại quỷ tương đối tốt nam quỷ dạ xa thì tốt lắm vô cùng khí phách nhưng nước dạ xoa tựa hồ có chút không êm tai nổi nhưng mà trước đó có nghe nói các quỷ khác nói qua sau khi hoàn hồn rồi xây dựng quan hệ dường như có thể chuyển thế đầu thai nhanh chóng hơn trốn âm phủ này tuy là cũng không tồi nhưng sống lâu thì ta không thể vui nổi cho nên cái chức mẫu dạ xoa này chắc cũng không cần làm lâu đâu ta tính toán rồi nịnh cha già cho ta đi siêu sinh tới một nơi tốt đẹp trước khi hoàn toàn biến thành mẫu dạ xoa ta tính hưởng thụ đêm cuối cùng làm thủy quỷ vừa ra khỏi quỷ môn quan ta lại gặp thôi phán quan ông ta cầm bút lông và sổ sinh tử vô cùng long trọng hành lễ với ta. Vương phi hôm nay hoàn hồn, qua cửa này, lên vong xuyên sẽ tự động biến thành tán hồn hình người, sau đêm khuya có thể dùng ý niệm biến đổi quỷ thân. Tán hồn bình thường không thể hóa ra thân thể, nhưng vương phi là vương phi, có thể tùy thời mà biến thành hình người đi lại trong dương gian. Nhưng nhớ kỹ nha, không thể để phàm nhân phát hiện cô là quỷ được. Nếu là bình thường thì thôi, ít nhiều thì cũng có một hai quỷ đi lên gây chuyện. Nhẹ thì thả nặng thì phạt. Lúc này là giam tháng 7 cũng là thời điểm mấu chốt. Nếu cô gây chuyện, ngay cả phong đô đại đế cũng không bảo vệ nổi đâu. Vương Phi chớ trách hạ quan lắm chuyện nha. Hạ quan đây chỉ là nhắc trước mà thôi. Ta biết rồi, đa tạ thư phán quan đã dặn. Ta nhìn ra bên ngoài cầu lại hà. Hôm nay phải đi qua cầu sao? Chỉ có người đầu thai mới đi qua cầu Nại Hà thôi. Vương Phi là quỷ rồi, không cần qua đâu. Trực tiếp theo dòng vong xuyên đi thuyền lên dương gian là được. Vậy vì sao trên cầu có nhiều quỷ như vậy? Bọn họ đều đến để đi chuyển thế sao? Có rất nhiều, có không phải. Thôi phán quan dùng bút lông thỏ chỉ chỉ ông lão tóc bạc trên cầu. Cái ông kia kìa, ông ta đã ở chỗ này chờ hơn 30 năm rồi, nhưng vẫn không thể chuyển thế. Vương Phi biết vì sao không? Ta lắc đầu. Thưa phán quan nói. Trần Duyên kiếp trước chưa dứt. Không biết Vương Phi có thể đã từng nghe qua một câu nói thế này. Đôi ta hẹn ước trăm năm. Ai nếu 97 tuổi chết trên cầu Nại Hà đợi ba năm. Ông ta vừa mới từ dương gian trở về. Bởi vì thê tử còn sống ở dương gian. Cho nên phải đợi thê tử tới cùng đầu thai. Đúng là tình thâm ý thiết mà. Ta thâm trầm gật đầu Nhưng mà đợi chờ cũng là ông ấy tự nguyện sao Nếu ông ấy muốn đầu thai Thì không ai có thể ngăn cản phải không Vương Phi nói đúng Còn nếu không có duyên trần Có phải có thể đi đầu thai ngay lập tức đúng không Vương Phi thông minh Ta đây đêm nay sau khi hoàn hồn Phải đầu thai à, Trên nguyên tắc mà nói thì không thành vấn đề Chỉ là đầu thai chuyển thế Luôn là việc quan trọng bậc nhất âm phục Cũng giống như việc hạ táng người chết Ở dương gian vậy Danh sách tất cả quỷ hồn đi đầu thai đều phải do Phong Đô Đại Đế tự mình phê hạ mới có thể thông qua. Kiểu chết của Vương phi không phải vấn đề, thời gian lại có chút vấn đề đấy. Nếu lúc Phong Đô Đại Đế phê danh sách chuyển thế quá rảnh rỗi, đi đọc lại sổ sinh tử, phát hiện thời gian chết của cô bị sửa đổi, biết cô nguyên là phải rơi xuống 18 tầng địa ngục lại thoát ngục, chỉ sợ phải vào địa ngục vô gian thôi. Địa ngục vô gian là cái gì? Vương phi cần phải biết. Ngục giam nào cũng có tử lao, vô Gian địa ngục này chính là tử lao nữa âm phủ. Nói cách khác, có nghĩa là chọn đời không được siêu sinh. Ta và ông ta mắt to mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu. Ta đây nên làm gì bây giờ? Ở luôn dưới âm phủ làm mẫu rỗ sao? Không phải vậy. Vương phi không cần lo lắng đâu, chỉ cần có người đem tên của Vương phi viết lên sách truyền thế dưới hình thức vợ của ai đó. Đừng bỏ tên của Vương phi lên khi cùng Trượng Phu đi qua cầu Nại Hà, lên bình an vô sự. Cái này dễ. Người nếu gặp Thiếu Khanh, nói với chàng một tiếng rằng ta muốn chuyển thế, hỏi chàng có muốn đi cùng ta không? Hạ quan nghe lệnh, Vương Phi đi thong thả. Đi thuyền thuận theo vong xuyên, cách sông Tam Đồ, được quỷ sai dẫn tới dương gian. Cảnh đập vào mắt trước tiên là nghĩa trang hoang vắng. Hơn nữa, bên trên rất nhiều phần mộ cũng có tán hồn bay ra bay vào. Cũng giống như ta đến dương gian xuyên qua cánh cửa đó vậy. Trong nghĩa trang tối tăm này, có không ít người tới triệu truy điệu cho cố nhân. Ở đây, cạnh cái mộ nhỏ nhất với tên Đông Phương Mị Chi Mộ của ta, có một nam tử quỳ gối trước, ngô thê chi mộ, vừa rơi lệ, vừa đốt vàng mã dâng hương. Tàn hồn của thê tử hắn quỳ ngay trước mặt hắn, cũng chỉ có thể yên lặng rơi lệ mà hắn không thể nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên ta thấy quỷ không đáng sợ chút nào cả. Ngược lại có chút buồn, lại có chút cảm động. May mà trượng phu của ta cũng theo ta đi xuống. Bằng không nhìn thấy loại cảnh tượng này thật sự khiến tính ta chịu không nổi. Đột nhiên, một tiếng kêu khóc làm chấn động cả bãi tha ma truyền đến. Đông phương khóc phu con hổ lý tinh, không biết xấu hổ nhà ngươi. Người khác chết ai không khác, lại khác chết con ta. Người không chết tử thế được đâu. Xuống địa ngục cũng sẽ bị cắt lưỡi, cho vào chảo đi cái đồ mạnh khắc chết phu ôi tâm can của ta bảo bối của ta còn bị khắc chết thảm quá ta quay qua nguyên nhân của âm thanh kia kinh sợ quá khóe miệng không khỏi run rẩy hóa ra là ngự sử phu nhân là mẹ của tam phu quân phía sau bà ta còn có cha và một đám đệ đệ muội muội của hắn một muội muội trong sau đó hỏi mẹ mẹ ơi đông phương khắc phu là ai vậy ngự sử đại nhân nói là ca kỹ đá khắc chết ca ca con đấy. Các ký là gì ạ? À? Chính là các loại đàn bà ca hát diễn trò cho người khác, bán mình giống như ký nữ thanh lâu vậy. Cha nó à, chuyện này không thể nói thế với cả hai tư được. Người sử phu nhân vội vã giải thích với bọn họ. Tóm lại là à không phải thứ gì tốt cả, là loại yêu quỷ chuyên môn hại chết chồng mình. Các người nói bậy, một đứa nhỏ khoác áo tang gào to chạy tới, hai má hát đỏ ửng. Tỷ tỷ của ta không phải là yêu quỷ đâu, tiền là người tốt đấy tỷ làm ca ký là để nuôi ta nếu như không có tỷ ấy ta đã sống chết đói rồi các người không được làm nhục tỷ ấy ngựa sử đại nhân lạnh lùng nói mặc kệ là vì sao ca ký chính là ca ký chẳng có gì tốt đẹp cả huống chi khi ả à chưa làm ca ký cũng không phải thứ gì tốt cả còn chưa chờ đứa nhỏ mở miệng bọn đệ đệ muội muội rất không dành thế sự của tam phu quân vỗ tay nói a a à, ca ký ca ký ca ký hát rong Tỷ tỷ ngươi là ca ký Tỷ tỷ ngươi là ca ký kìa Ta không cho các ngươi mắng tỷ tỷ ta Tỷ tỷ của ta không giống các ngươi nữa đâu Vành mắt đứa nhỏ kia đỏ lên Ra sức chạy vài bước chân Cuối cùng quỳ gối trước mộ phần của ta Ôm chặt lấy bia mộ Tỷ 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 trở về đi Tỷ tỷ trở về đi Bọn họ không muốn nói tỷ như vậy đâu Tỷ tỷ Cậu xin tỷ trở về đi Đệ đệ ta rút cục con quá nhỏ tuổi một chút là đã không chịu nổi rồi. Nói còn chưa được vài câu, đá gào khóc. Mà đám trẻ ở đằng sau còn đang đồng loạt sung sướng vỗ tay. Ca kỹ, đồ ca kỹ. Phương Đông Khắc Phu là ca kỹ. Đệ đệ của ca kỹ cũng là ca kỹ. Nhìn sách nhi một thân mặc đồ tang, trơ trọi, quý gối trước mộ phần. Ta liền có chút xúc động biến ngay thành hình người để che chở cho nó. Nhưng nữ quỷ vừa ngồi bên cạnh triệu phu kia, lại đứng lên ngăn cản ta. Những người này nếu không biết cô thì tốt, nhưng đã biết cô thì họ sẽ phát hiện ra ngay. Sự việc này có thể ầm ý lớn. Đến lúc đó, không chỉ có cô xuống 18 tầng địa ngục đâu, chỉ sợ con liên lệ tới địa đệ của mình. Nhưng mà ta vội vàng từng bước đi lên. Mỗi quỷ đều có người vướng bận nơi dân gian, đều có chuyện xưa cũ khó dứt. Nữ quỷ nhìn Trương phu bên cạnh. Cô đừng quá xúc động. Lúc này, một đôi giày thêu cùng dìa váy tím nhạt xuất hiện trước mặt sách nhi. Ca kỹ thì thế nào? Thành ngầm như băng lạnh thấu xương xuất hiện trước mặt nó. Đúng là nha đầu họ lãnh vô niêm sỉ. Dù sao thì cũng hơn mấy vị quan to lộc hậu không làm được chuyện gì tốt cả. Ngựa sử phu nhân cả giận. Người nói cái gì? Lãnh dung. Đừng nghĩ. mới có hoàng thất làm chỗ dựa thì giỏi nha. Người trước kia cũng chỉ là ca kỹ mà thôi. Nhưng các người cũng đâu dám đắc tội với ta Không phải sao Lãnh Dung lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ Nói thêm một câu nữa nha ta nói hoàng thượng đem cả nhà ngươi đi Chạm đấy Từ đó trước phật mộ Của công tử nhà ngự sử thật yên tĩnh Lãnh Thị Tỷ Tỷ của đệ còn có thể trở về không Sách Nhi nhìn Lãnh Dung Mắt sưng đỏ Đệ nhớ Tỷ ấy lắm Đệ thực sự nhớ Tỷ ấy lắm Lãnh Dung than nhẹ một tiếng quỳ gối trước phần mộ bỏ tiền giấy vào chậu than. Đông Phương Mề, ngươi xem, ngươi đi, chỉ có mạnh miệng. Lúc trước, ta nói cho ngươi bạc rồi, ngươi lại cứ miệng không cảm kích. Luôn miệng nói là sẽ chăm sóc sách như thật tốt. Cuối cùng lại cùng với trượng phu tự tử trên thuyền. Người đó vẫn cứ luôn xúc động làm việc như vậy. Khóe miệng ta run rẩy hai lần. Là ta xúc động sao? Là ta muốn tự tử sao? Là thanh thiếu khiên, xúc động ta là bị bức tử đồng phương sách khóc trước phần mộ rất lâu rất lâu trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đầy vết sơ bẩn trước khi đi nó dập đầu ba cái trước mộ ta đứng lên đầu cũng bị chảy luôn nhìn trên cái đầu nho nhỏ của nó buộc một tấm vải trắng trước chán còn thấm đẫm chút máu tim của ta đến là tan nát đây chính là chuyện ta lo lắng nhất ta chết rồi Sao Nhi còn nhỏ như vậy? Ai chiếu cố cho đệ ấy đây? Trông cậy vào loại người cướp trượng phu của người khác như lãnh dung sao? Heo mẹ cũng biết chào cây rồi. Người chết như ta đây cũng thật đáng buồn. Tắt thở được 7 ngày. Người đến mộ phần đốt vàng mã dâng hương. Vậy mà chỉ có hai. Một là thân nhân duy nhất của dương gian thì không nói. Người kia vậy mà lại là tình địch cũ, đấu nhau cả đời. Cũng phải thôi. Những người quen biết khi còn sống chết sạch rồi còn đâu. Hai vị ca ca, đại khái cũng chết hơn 12, mươi mấy năm rồi. Ta im lặng than một tiếng. Đi theo bọn họ ra bãi tham ma. Nhìn bọn họ tiến vào xe ngựa, biến mất ở tận cùng của ngã tư đường. Đêm rằm tháng 7, phổ độ bái bái mới kết thúc. Người trên đường không ít, chẳng qua những quan đạo kinh thành đều trống vắng không một bóng người. Cửa hàng cũng đóng cửa nhường đường cho quỷ hồn. Giữa đường, cứ cách một đoạn là có hương án bày đầy đồ ăn. Sông đào bảo vệ quanh thành cũng lành bành trôi đầy hoa sen. Nói theo kiểu của dân gian, đó là để đưa tiễn các yêu quỷ tán hồn đang đi về đường hoàng tuyền. Xem ra, với người sống, cứ mỗi dịp 15 trăng tròn thì kinh thành bỗng trở thành tòa thành trống không. Chỉ có tiếng gió u ám thổi tiền giấy cùng cánh hoa bay lá rụng. Nếu bọn họ có thể thấy diện mạo thật của đêm này, e là sợ đến nỗi lập tức biến thành một thành viên của chúng ta mất thôi. Cho dù là quanh đường núi rộng lớn ngập tràn ánh trăng, hay là cầu lớn bằng đá trên con sông đào bảo vệ quanh thành, thậm chí đến đỉnh trên tòa Hồng lâu tinh xảo, đều chật ních đủ loại quỷ. Thủy quỷ, cương thi, sát thần, oan hồn, treo cổ quỷ, quỷ không đầu, quỷ hai đầu. Còn có những tán hồn vừa mới hoàn hồn còn chưa kịp xác định xem thuộc nhóm tán hồn giã quỷ nào, giống như ta. Nhóm yêu quái tới ngắm cảnh, từ yêu giới, bọn họ khua chiêng gõ trống, kêu khóc la gào, ai hoán lượn lờ trên không trung, lượn lờ trên mặt đất, ở trên đường nhảy tới nhảy lui, kéo theo cái chân gáy, làm buổi diễu hành long trọng để hưởng tiệc. Đèn lồng đỏ thẫm theo gió lắc lư, mùi hoa quế thoảng tràn ngập kinh thành. Những cánh hoa theo gió mà bay tựa tuyết rơi, bay qua một cửa hàng bán tranh nho nhỏ. Bên cạnh cửa hàng bán tranh, có một đám yêu quỷ đang làm giao dịch. Một đám nam tử lưu lạc lang thang, không thấy họ, dường như không có việc gì mà vây quanh xem họa sư vẽ người. Bảy ngày làm quỷ, năng lực nhận diện của quỷ ta tăng lên rất nhiều. Cho dù đó là quỷ dùng hình người hiện thân, cũng có thể liếc mắt nhận ra đó không phải người sống âm khí của nữ họa sư kia cách mấy thước ta đã ngửi được rồi cửa hàng đó bày ra văn phong tứ bảo cùng giấy có chất lượng tuyệt hảo ta có thể đoán được mực đang mài trong nhân mực kia thực tế là mực trộn máu người mà trang giấy lại là bộ da người mới lại ngẩng đầu nhìn kỹ mặt nàng tuy là xinh đẹp nhìn kỹ lại là trông thật giả đại khái là một con quỷ họa bì khoác ra người vào kinh thành góp vui. Ngồi trước cửa hàng chờ nàng vẽ tranh lại hình như là một con người. Tuy đưa lưng về phía ta, nhưng một chút âm khí cũng không có. Dưới ngọn đèn mờ nhạt của cửa hàng, mái tóc y dài như thác nước đen, dừng ở thắt lưng, áo choàng đỏ thấm vây quanh dáng người cao giáo, nghiêng đầu lộ ra vùng cổ và mũi trắng như tuyết ngọc vậy. Xem ra là một Mỹ công tử trẻ tuổi. Trên mặt sông phía sau cửa hàng trôi chảy ngàn vạn đèn hoa sen, giống như ma chơi lập lè với lấy kinh thành đêm trăng tròn vậy. Cành hoa quế bị những đóa hoa trồng chất cong cong run rẩy trong gió. Những cánh hoa phấn trắng rơi xuống vai y. Cùng lúc đó, gió thổi bùng lên ngọn đèn của cửa hàng. Ánh đèn càng khiến mái tóc đen của y thêm trói lọi. Bộ da xanh đẹp như vậy, đại khái sẽ rất nhanh, bị quỷ họa bì kia lột làm y phục mà mặc. Bảy ngày này có gặp vài quỷ họa bì, Bọn họ chính là loại quỷ ta sợ hãi nhất trốn âm phủ. Bọn họ không có nhân thân. Chân thân chỉ là những thi thể không có khả năng hồi phục sau khi chết. Trừ khi đầu thai chuyển thế, chỉ có thể mặc cho lớp da dưới thi thể hư thối dần. Bởi vậy, nếu không muốn ra cửa hù chết đồng loại, bọn họ phải lột bộ da sống của người, chờ thêm vài ngày thì da đó cũng bắt đầu hư thối thì ném đi giống như rẻ rách vậy. Hoặc là trang điểm một chút cho nó nhìn không quá thối nữa. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài của bọn họ thôi lại nghĩ tới dưới lớp da kia là bộ dạng như thế nào. Liên cảm thấy có chút chịu không nổi. Lúc này vị mỹ công tử kia đứng lên từ chỗ ngồi nhận lấy bút lông từ quỷ họa sư vẽ thêm vài nét bút trên bức họa khi vẽ tranh nhẹ nhàng đè lại tay áo tóc đen như dòng chảy kín hỏng vậy, lộ ra tay cầm bút lông. Ngón tay thon dài cùng đốt tay rõ ràng, xinh đẹp đến nỗi làm người ta đuôi mù. Ta dù sao cũng là người mới chết. Nghĩ đến chuyện Mỹ công tử này có khả năng bị lột ra thì da đầu run lên. May mà y không biết ta, không sợ bị y phát hiện ra ta là quỷ. Ta hóa thành hình người đi đến phía sau y, muốn cứu y một mạng. Vị công tử này, xin hỏi Công tử kia vốn đang chấm mực, lúc quay đầu nhìn ta, trông có vẻ ngạc nhiên. Tình hình sau đó có gì đó rất không thích hợp. Thời gian ta và y, hai người nhìn nhau nói chung cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không phải ngắn lắm. Tóm lại trong khoảng thời gian đó, không có ai chủ động lên tiếng, cho tới khi quỷ họa sư với vẫy tay nói Hóa công tử, tranh ngài có cần đề tự hay không? Chú thích Tục truyền đầu tháng 7 ông bà tổ tiên đã qua đời sẽ được Diêm Vương thả ra nửa tháng. Do đó mà có tập tục đầu tháng 7 đón tổ, giữa tháng 7 đưa tổ. Chú thích tiếp. Lễ đưa tiễn biệt ra sau trưa ngày 15 tháng 7. Lễ cúng tế cùng các loại hoa quả được dâng lên vài trăm hàn, hàng chục con heo, thậm chí cả trăm con. Một xe ngũ cốc lớn, một núi cá lớn, phô trương toàn bộ sở trường của họ cũng giống như lễ mừng vậy khác là có mời hòa thượng hoặc đạo sĩ đang đàn tụng kinh, dẫn độ cô hồn giá quỷ trở về thiên địa. Có khi cũng chính là diễn vào kịch dân gian, trung húc đạo chóc quỷ. Nại Hà chương 6 Mỹ Nhân Giọng đọc Bá Tiến Vị hoa công tử này nhìn chằm chằm tha hơn phân nửa là bị dọa. Nhưng ta nhìn y, thật ra là bởi vì quản không được ánh mắt của mình, luôn luôn nói nam nhân bề ngoài không quan trọng, nhưng mà hoàng đế lão tử với diêm vương gia lớn lên như vậy cũng thật quá đáng mà. xin cô nương chờ chút. hoa công tử xê dịch bức họa trong tay, cầm bút lông viết ở phía dưới bên phải hai hàng chữ. mỹ nhân vọng bất kiến, phùng diện đồ nại hà. dịch ra nghĩa là mỹ nhân gặp không tới, đành gặp tại nại hà. Tuy rằng chỉ là người 10 chữ ngắn ngủi thôi, viết cũng thật nhanh, nhưng bút pháp của y thật rành mạch, rất có vài phần phong thái của thư thánh Vương Hy Chi. Sau khi viết, y đẩy bức họa tới trước mặt quỷ họa sư. "Lại phiền ngươi rồi." "Được rồi, lúc này xin ngài thương cho, đừng sửa lại nữa. Mỗi lần tôi cầm thì ngài lại sửa vài nét, thật sự ép chết tôi mà." Quỷ họa sư bắt đầu bán bức họa kia, lại ngẩng đầu nhìn ta, có chút bất mãn cứ như trách ta làm hỏng chuyện tốt của nàng vậy. Ta liếc nhìn mắt bức họa kia. Bên trên, vẽ một nữ tử như tiên xuất trần đạp mây. Trong lòng ôm một chiếc đàn tranh điêu khắc tinh tế. Xin hỏi cô nương có gì chỉ giáo vậy? Nghe thấy tiếng của hoa công tử, thần kinh ta lại lần nữa căng thẳng mà nhìn về phía y. Cho dù bộ dạng thật đẹp mắt, thanh âm nói chuyện còn trầm thấp êm tai như vậy. Một người sống mà có thể lớn lên thành như vậy quả thật có chút, không còn gì để nói. Ta chỉ muốn hỏi công tử thôi, hôm nay không phải tháng, tháng 7 sao, sao lại ra đầu đường mua tranh vậy? Cô nương nói hay bức tranh này sao? Hoa công tử chỉ chỉ bức họa kia, thấy ta gật đầu thì ôn nhã nói: "À, đây là tranh của ta, chính là ta tìm vị đại sư này để đem bán lên. Nhưng mà đêm nay ma quỷ lộng hành, rất không an toàn đâu." Hoa công tử mỉm cười Cô nương là nữ nhi, dường như còn không an toàn hơn cả ta nhiều. Y là con người, làm sao có thể biết được nữ dạ xoa an toàn như thế nào? Vậy sao? Ta nhìn nhìn bức tranh kia. Đây là tiên nữ Vân Du Đồ sao? Đây là thê tử của ta. Thê tử của Huynh? Có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy nằm trong dự kiến. Đúng vậy, ta và nàng âm dương chia cách đã nhiều năm rồi. Bây giờ chỉ còn có thể nhìn tranh nhớ người thôi. Ra là như thế, thật đáng tiếc. Đáng tiếc cho đôi phu thê này chỉ chiếm một phần nhỏ thôi, cái chính là tiếc cho bản thân ta kia. Sau khi tiên nữ này chết rồi, phu quân nàng đến dằm tháng 7, cho dù quỷ nháo đầy đường, cũng tới để tự vào tranh quần nàng. Ta tử kỳ còn chưa chết, phu quân của ta lại kéo theo ta xuống âm phủ làm quỷ với hắn. Thành quỷ thì đã đi, còn bị lão cha gắn thêm cái tên tướng công vô thường ra kia nữa, đọc mồm đọc miệng, thật sự là một khối tâm bệnh mà. Hoa công tử không đáp lời, chỉ là nở nụ cười với ta, sau đó cầm lấy chiếc quả trắng, sấp trên bàn mà đứng lên, cho vị quỷ họa sư kia, dán tranh. Cho đến khi y đứng thẳng dậy, ta mới phát hiện ra, mỹ nhân này mặt nhỏ, dáng người lại không hề nhỏ tới nào cả. Tay áo tròn của y rộng, cánh tay giấu trong tay áo đỏ sẫm chỉ để ngang quạt sáng xếp trong đó. Trong lúc nhất thời, từ ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có trường thân ngọc lập, dáng người cao lớn, ôn văn nho nhã, mỹ công tử mặc hồng y diễm lại thế, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng phù hợp. Điều này cả ta cũng nghĩ không thông. Không dễ mà trở quỷ dọa sư kia, dán sang song. Hoa công tử nhận lấy cuốn tranh tuyết trắng thật đầu. Để nó cùng một chỗ với cái quạt, thanh toán bạc xong rồi, rồi hỏi ta. Có chút thỉnh giáo phương danh của cô nương. Đông Phương Mỹ. Vậy Đông Phương cô nương, chúng ta sau này còn gặp lại. Hoa công tử cầm quạt cười khẽ với ta, rời khỏi quán tranh. Nụ cười kia quá mức âm mị, mỹ lẻ. Có cảm giác giống như đang phải quỷ câu hồn vậy. Câu luôn hồn phách của ta đi luôn. Thế cho nên quên hỏi luôn tên của y. Thật sự có chút thất lễ. Sau khi y đi xa rồi, ta quay sang nói với quỷ họa sư. Đã quấy dày việc buôn bán của ngươi rồi, thật sự ngại quá. Ta nói này, vị tán hồn cô nương, dầm tháng 7 ta bán tranh đầu đường, cũng chỉ là muốn thêm tiền tiêu vặt thôi. Cô có nhất thiết phải quấy rối không? Gia người là tiền tiêu vật của ngươi sao? Giá, giá của hoa công tử. Ôi, dọa sao cô nương, ta đây đâu dám. Ta chọc ai, cũng không dám trọng ý đâu. Quỷ họa sư, chỉ theo hướng của hoa công tử vừa rồi đi cô xem đi cô xem đi ta nhìn theo hướng của cô ta chỉ phát hiện nơi y đi qua yêu quỷ chung quanh đều sẽ cúi đầu khom lưng hành lễ với y mà y cứ không buồn chớp mắt liên tục về phía trước như là không nhìn thấy quỷ vậy đây là chuyện gì vậy tiền thân của y là một vị tiên nhân có địa vị cao chúng ta ai cũng không thể chơi vào đâu sao còn dám lột ra y ai ta nhìn cô tuổi trẻ mới chết không lâu không so đo với cô nữa đâu Cô nương, lần sau gặp lại y, cô nói chuyện cần phải cẩn thận một chút đi. Quỷ họa sư, làm thủ thuật che mắt người xung quanh, vội vội vàng vàng biến sập thành một đống xương trắng, chạy lấy người. Thuận tiền còn kéo theo một tiểu cô nương, bộ dạng cũng coi như là xinh xắn. Bên đường, có một đám hài tử tầm 10 tuổi, đang chơi trò chóc quỷ. Quy tắc của trò chơi này là mỗi người đều đeo mặt nạ của quỷ, rồi bắt người thua đoán ai là quỷ đã đánh vào đầu của mình. Có mấy loại quỷ căn bản là không thèm đeo mặt nạ, còn lộn thận giả để bọn họ nhỏ tưởng mình là bạn mình luôn. Nhưng tên quỷ này ung dung mà tới đắc ý mà đi. Lúc bọn nhỏ phát hiện chân tướng thì sẽ bị dọa cho tới sở, sợ, sợ tới mức mắc luôn tâm bệnh. Chỉ là nơi này có vài tên quỷ, ta cũng không tiện ra tay trõ móm vào, chỉ đứng cạnh nhìn chúng. Một tiểu hai tử bắt được góc áo của một bệnh y quỷ la rát, nói là ngươi tên quỷ la sát bạch y kia là nguyên hình lạc vào lại bị đứa bé kia bắt kiên quyết muốn lộ mặt nạ ra hắn dùng lực xua tay bước lùi vài bước không phải ta không phải ta đâu vừa nghe âm thanh này ta im lặng than một tiếng tiến về phía hắn chính là ngươi tiểu hai từ bổ nhào qua muốn sờ mặt hắn nhưng ta nhanh chóng bắt lấy cánh tay của la sát kia phụ quân sao chẳng lại chạy tới nơi này con chúng ta còn ở nhà chờ chúng ta cho ăn đấy này thang thiếu khanh trốn sau lưng ta một tay ôm lấy ta cảm động vô cùng phu nhân được rồi được rồi chúng ta về nhà đi tiểu bang hiếu cháu đi tìm bạn của mình mà chơi đi nha ta đuổi khéo đứa nhỏ kia đi gân xanh trên trán như muốn bật ra nhìn thang thiếu khanh thật không thể tin được đường đường thập điện vương ra lại đi làm chuyện ngu xuẩn này mỹ nương nàng biến lại rồi sao thang thiếu khanh thâm tình nhìn ta lấy bàn tay vuốt vuốt gương mặt ta thấy bộ dạng hiện tại của nàng thực hoài niệm tối hôm nào nàng gả cho ta lắm nha ta càng hết lời để nói hắn vừa dùng bộ dạng mặt quỷ vừa nói với ta những lời này đúng là có chốt dọa dạ người thứ hai ngày ta và hắn thành thân kia kìa hắn nhớ lại thì thấy tốt đẹp ta nhớ lại thì chỉ thấy thê lương tận xương thôi dù sao thi thể của tân lang nằm trên vải đỏ mừng hỉ sự trên giường là điểm xấu mà sau đó học còn không chút tiếp thu, nói ta khắc chết thang thiếu khanh. Chuyện cũ bao chua sót, không nên để cập tới. Nhưng mà, trước khi chết, thang thiếu khanh có nói với ta một câu, khiến ta nghe xong rất vui sướng. Lúc đó, môi và sắc mặt của hắn giống nhau đều tái nhợt như tờ giấy vậy. Nắm tay ta cũng có chút lạnh. Vô nhân, ta nếu như tự âm tàu địa phủ, nhất định sẽ đứng cạnh cầu nại hà chờ nàng. Như vậy chúng ta cùng nhau đi đầu thai chuyển thế. Đời sau, vẫn là một đời phu thê. Lúc đó ta rất cảm động, liền theo đúng tình hình và nói với hắn. Chàng không thể chết được, nếu chàng chết, thiết lập tức thắt cổ theo chàng mà đi. Đừng làm vậy, ta muốn nàng sống thật tốt, muốn nàng sống lâu trăm tuổi, bất kể bao năm, ta đều nguyện ý chờ. Nói xong câu này, hắn tắt thở. Ta ôm thi thể của hắn, khóc lớn lên, nhưng hắn cứ thế nhắm mắt mà ngủ vĩnh viễn. Một khắc kia ta đang nghĩ rồi. Nếu thiếu khanh có thể sống lại, nếu tất cả có thể làm lại một lần nữa, ta nhận định sẽ quên đi Dương Vân. Mỗi ngày ở bên hắn, chăm sóc hầu hắn thật tốt, vì hắn xuống bếp nấu cơm, vì hắn sinh con đẻ cái. Tóm lại, khi đó ta vô cùng quyết tâm. Nhưng mà quy luật thường thấy là nhân sinh biến ảo, ngàn mệnh khó dò. Một đống lời động tình, chúng ta nói khi sinh ly tử biệt, hai năm sau, đều biến thành cái dám phóng ra cả. Cuối cùng ta đâu có thất cổ đâu Hắn cũng không nhấn lại đợi khi ta theo xuống Thiếu Khanh nói Vừa rồi nàng có nhắc tới con chúng ta Đây có lẽ là tiếc nuối lớn nhất Tuy rằng quỷ cũng có thể mây mưa một phen Nhưng không thể sinh con được Ban đầu ta cũng không muốn đầu thai đâu Là bởi vì không muốn uống bát canh kia Rồi quên hết thảy Nhưng mà chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là Khách qua đường nơi âm phủ thôi Không nên lưu lại quá lâu Nàng vẫn nhìn xa hơn ta Diêm la lão đệ đã an bài hai thai tốt cho chúng ta rồi. Chúng ta có thể đầu thai đến nhà giàu, quen nhau từ khi còn mặc ấm quần yếm, cùng nhau lớn lên. Tương lai, bạch đầu dai lão, con cháu đầy đàn, nàng thế thế nào? Nhanh như vậy là đầu hơn được sao? Mị nương, không phải nàng vừa nói với cả tôi phán quan sao? Muốn trên sách chuyển thế viết lên vợ của Thăng thiếu khanh, cùng ta đi qua cầu nại hà sao? Ta nghe xong thấy rất vui vẻ. Dứt lời, hắn vui vẻ cầm lấy tay ta, rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay. Tiểu hai tử bên cạnh thấy một thúc thúc mặt quỷ hôn ta như vậy, sợ tới mức run cả người. Ta nhìn về ngã tư bên đường, mông mung tối tăm, kinh hoàng lượn là khói xương ấy, nhẹ giọng nói. Chuyện này chúng ta vẫn nên bàn bạc thật kỹ hơn. thang Thiếu Khanh ngây người một chút, một lúc sau mới nói. Vì sao? Hắn dừng một lát, cũng không đợi ta trả lời, liền nói tiếp với đẻ đề phòng. Nàng còn muốn nhân cơ hội này được gặp hắn đúng không? Cái gì? Ai? Thiếu Khanh có chút giật. Ở trước mặt ta, không cần dò cho khỉ đi. Ta còn không biết nàng sao. Nàng với ta, nàng với cả cha muốn tử hôn. Ba vị phu quân cũng chẳng muốn. Đông phương mỉ, ánh mắt của nàng cao vậy sao? Thật sự là ai cũng thấy trứng mắt sao? Trong đầu nàng chỉ toàn dương vân. Người không liên quan thì nhìn cũng không muốn nhìn luôn. Lại là đề tài này cơn tức giận của ta cũng dâng. Rốt cục thì chàng yêu Dương Vân tới mức nào? Trước đây sống rồi, sau khi chết đều nói. So ra, còn nói nhiều hơn cả ta 100 lần đấy. Ta xem người nhớ hắn không phải ta, mà là chàng đoạn tụ, chi phích, muốn cùng hắn thân mật thì có. Nàng, nhớ Dương Vân thì thôi đi, cần gì phải làm nhục ta? Ta không muốn cãi nhau với chàng đâu, ta cũng đâu phải là vô thường ra. Nhàn nhã cãi nhau với chàng. Ta phất phất tay áo. Ta đi chỗ khác đây, Vừa mới quay người, Thiếu Khanh lên tiếng sau lưng. "Mị nương, Dương Vân có lỗi với nàng như vậy, nàng lại vì hắn hạ thấp bản thân có đáng không?" Ta quay lưng về phía hắn, hít vào thở ra mấy lần, rốt cục nhịn không được, quay đầu tức giận nói, "Dương Vân, Dương Vân, Dương Vân, hiện tại cả chàng cùng với cả cha đều hận không thể đem tên của hắn đeo lên miệng, người này và ta sớm đã không có quan hệ gì rồi, không nhắc lại hắn được không?" "Vậy sao nàng nói là không làm?" Vì Sách Nhi cổ họng ta có chút khô khốc. Thiếu Khanh ngẩn ra. Sách Nhi tuy rằng sinh ra lúc nhà chúng ta giàu nhất hiền hách nhất, nhưng cha ta chỉ nhận xúc sắc không nhận con. Sách Nhi không có được tình thương của cha mẹ, lại liên tiếp chứng kiến cha mẹ qua đời, cửa nhà tan nát, nháy mắt từ một tiểu thiếu gia nhà quan lại biến thành cô nhi không cha không mẹ. Từ đó cùng ta nương tựa vào nhau mà sống. Khi đó, ta đã trải qua vô số lần sinh ly tử biệt kỳ thực cũng không bi thống đến mức muốn chết. Nhưng nghĩ tới đệ đệ ta khi ấy, mới 5-6 tuổi, liền thường xuyên đau lòng ngủ không được. Hận bản thân, không thể biến thành một mảnh trời trên đầu đệ ấy, giúp đệ ấy cần tất cả phong xương tuyết vũ. Sau khi cha qua đời, tất cả tài sản trong nhà bị quan binh cướp sạch. Sách nhi, không thể không rời trường, phải sống những ngày nghèo khổ. Đệ ấy không có khóc, có lẽ vì tuổi quá nhỏ nên cũng không hiểu chuyện gì. Không bao lâu sau, mẹ cũng đi theo cha. Sách nhì cũng chỉ cùng ta lặng lẽ nhỏ vài giọt nước mắt. Cũng không giống đêm nay, ôm bia mộ gào khóc như vậy. Đứa nhỏ hiểu chuyện thì cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi. Làm sao chịu đựng sự giả kích mất đi tất cả người thân. Thật xin lỗi, ta không nghĩ nhiều như vậy. Đáy mắt của Thiếu Khanh có hơi xúc động. Hắn tiến tới đỡ vai ta, thuận thế, muốn ôm ta vào lòng. Nhưng ta né tránh hắn. Thiếu Khanh lại như hiểu rõ ý ta, thấp giọng nói là ta đã sai rồi một khi đã như vậy ta và nàng cùng nhau chờ sách nhi lớn lên chờ sau khi đệ ấy trở thành nam tử hán chân chính rồi chúng ta hãy nghĩ tới vấn đề chuyển thế lúc này phía sau ta truyền tới một thanh công quen thuộc tiểu vương gia mấy ngày không gặp rồi ngài và nương tử đang nói gì đây ta và thiếu khanh nhìn nhau sắc mặt hắn cũng thay đổi tạ tất an tuy là vị hôn phu do cha ta thỉnh tới nhưng dù sao Chúng ta với y cũng không an tâm được. Nếu y trả mặt, chạy tới chỗ phong đô đại đế báo cáo một chút thôi. Nói thiếu khanh chỉnh sửa sổ sinh tử. Ta vốn phạm pháp, lại trốn ngục, nghĩ cách đầu thai. Đôi ta có thể trực tiếp bị đánh xuống 18 tầng địa ngục. Chính là địa ngục vô gian. Thằng thiếu khanh mở miệng, định lên tiếng. Thanh âm vừa khinh khỉnh, vừa lạnh lùng của bạch vô thường lại nhẹ nhàng truyền tới. Vương gia đừng vội mở miệng ta bây giờ cũng chẳng muốn hiện thân đâu. Nếu ngài mà nói, sợ là người bên ngoài sẽ cho là kinh thành này có ma đấy. Ta và Thang Thiếu Khanh tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng dùng ánh mắt thỏa thuận đi tới sau một cái phòng để ẩn thân. Cuối cùng cũng thấy Thiếu Khanh biến lại bộ dáng vốn mi mục như hòa, trong lòng ta đây cũng thấy thư thái. Hai vị vô thường quỷ khí, dày đặc nhẹ nhàng tiến tới, đứng cạnh chúng ta. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắc vô thường ở gần như vậy hắn cầm sợi xiềng xích rất nặng tay cầm bài chiêu hồn có viết chính tại chóc nhĩ đang đi chóc ngươi nhìn qua có vẻ cao hơn bạch vô thường một chút đứng cạnh bạch vô thường tài năng nào bộc lộ như vậy lại không có chút lu mở, chắc hẳn là vì da hắn cũng trắng nõn mặc y mặc hắc y ngược lại lại càng tăng thêm vẻ tuấn giật trầm ổn nhưng miệng của hắn cũng giống như có dán giấy niêm phong vậy nhìn thấy chúng ta vẻ mặt cũng chẳng có chút để thay đổi cả cũng không tỏ ý chào hỏi sau đó lại càng không biết sẽ làm gì tạ tất an nhìn ta nửa ngày bị đôi mắt nhỏ dài kia của y nhìn chằm chằm từ đầu tới chân ta thật có chút thở không nổi phòng bị mà lưu về phía sau tạ tất an đột nhiên cười trong miệng rồi không nói gì nhân thân của nương tử đúng là một mỹ nhân đó nha khó trách xa tiền đồ rộng mở đừng nên khen ta. Vô thường ra khen ai, người đó sẽ hết hồn đấy. Kỳ lạ nhất chính là nghe y gọi ta một tiếng nương tử, hắc vô thường vậy mà chỉ liếc mắt nhìn ta một cái, giàu dĩ chẳng nói một câu. hắn có thật kết nghĩa với bạch vô thường không? thế nào mà huynh đệ thành thân cũng không hỏi vài câu. không cần ý hắn đâu. trong khoảng thời gian này hắn cứ có bộ dạng như vậy. bạch vô thường quét mắt về phía hắc vô thường. đường đường là một trong thập đại âm soái lại bị một yêu quái câu mất hồn quả thực vô cùng nhục nhã ta hỏi sẽ lấy việc gì vậy chuyện của hắn làm việc nhỏ thôi quan trọng hơn là chuyện có quan hệ tới nương tử cơ không dám không dám ta lại cùng thiếu khanh nhìn nhau dùng ánh mắt nói chuyện đoán rằng cuộc nói chuyện vừa rồi của họ đã nghe được ít nhiều ai ngờ ngay sau đó tạ thất an liền nói nương tử là mỹ nhân với ta với nàng đều là chuyện tốt nhưng mà muốn loại bỏ trốn cùng tiểu vương ra thì lại có chút không được đâu. Thang Thiếu Khanh nói, "Ta công tử, người đi câu hồn quá nhiều rồi, lỗ tai cũng không còn tốt. Ta Thất An cười nói, Vậy sao? Hóa ra là ta nghe lầm sao? Đúng vậy, là ngươi nghe lầm đấy. Mau đi nghỉ ngơi đi. Thang Thiếu Khanh vinh mặt hất hàm khoát tay với họ. Thiếu Khanh không buồn nghe, ta lại đột nhiên nhận ra việc này. Cả âm phủ này mọi người đều gọi Thiếu Khanh là Thang Vương Gia hoặc Thập Điện Vương Gia mà không phải tiểu vương gia. Tiểu vương gia là danh hiệu của Thiếu Khanh trước khi thành quỷ, vì hắn là thân đệ đệ nhỏ tuổi nhất của hoàng thượng. Trước đây, chỉ có cha ta gọi hắn là tiểu vương gia, mà Tạ Tất An sau khi nhận được thư mời cũng bắt đầu gọi như vậy. Mới vừa rồi còn nói ta lại là cùng Thiếu Khanh bỏ trốn. Ta thở dài, vỗ vỗ vai Thiếu Khanh. "Thiếu Khanh, đừng có chối nữa, ta công tử có 18 cái tâm nhãn đây, ý cái gì cũng biết rồi." Thiếu Khanh lấy ta một cái, lại nhìn sang Tạ thất An. Trong mắt Tạ thất An, vẫn là ý cười sâu không lường được. Giờ tí hay khác rồi, nương tử nên nhìn gương mặt mới hiếp của mình trong gương đi. Quả thật là mỹ nhân. Rất lời, không biết lấy đâu ra một cái gương đồng đưa tới trước mặt ta. Bên trong, vẫn là bộ dạng con người. Hình như không có gì thay đổi cả. À, ngại quá, mặt này là mặt chiếu kiếp trước, mặt này mới là gương bình thường. Tạ Tất An xoay gương lại. Có lẽ là do tôi luyện mấy ngày ở âm phủ rồi. Nhìn thấy gương mặt một nữ quỷ tóc đỏ, da trắng, đầu toàn lửa, mắt đỏ, răng nhọt, ta không hề té xỉu tại chỗ. Từ từ nhắm hai mắt, bố bố ngực. Để ta bình tĩnh chút đã. Thiếu Khanh lít ta một cái, im lặng, nắm lấy vai ta. Cũng một bộ dạng đau đớn vô cùng. Tạ Tất An cũng chỉ trầm mặc nhìn ta. Hắc vô thường rốt cục mới mở miệng vâng. Dân chúng ta dương gian thích dùng mẫu dạ xoa sợ người, thật là so sánh chính xác mà. Vì không muốn dọa bọn quỷ nha hoàn sau khi trở lại đình vân các, việc đầu tiên ta làm là dùng nhân thân gặp người, cho phép các nàng chuẩn bị tâm lý, rồi mới biến thân thành mẫu dạ xoa cho các nàng làm quen. Ai ngờ, sau khi bọn nha hoàn thấy nhân thân của ta, ánh mắt mỗi người vậy mà lộ ra vẻ thất vọng. Nhân thân của tiểu thư, thanh tú thì cũng có đấy Có điều... Đúng vậy, đúng vậy Nhân thân mà được thế này thì cũng tốt lắm rồi um, Tuy rằng thủy quỷ trông như trò hè Nhưng uh, nhân thân cũng không tồi Diện mạo hoặc là Được mười hâm mộ Hoặc là được người ghen ghét ở dương gian Tự dưng được an ủi như thế Ta cảm thấy có chút mất mặt Sau khi nói với họ quỷ thân còn xấu hơn thế này gấp trăm lần Họ lại có chút bối rối Rốt cục Ta đứt khoát biến thành bộ dạng mẫu dạ xoa quả nhiên bọn nha hoàn đã bị dọa choáng váng một đám mắt trừng lớn nhìn ta ta đã sớm nói với các ngươi rồi mà là rất dọa người đấy ta có chút nhột trí đưa lưng về phía gương đồng trời ạ à, trời ạ à. nữ vương bệ hạ xin cho chúng ta phủ phục dưới chân ngài ta mở lớn mắt hả quá đẹp quả nhiên chúng ta đoán không sai tiểu thư là quỷ đẹp nhất u đô rồi u đô mỹ nhân tính là gì không bằng một phần của tiểu thư chúng ta Mau mau mau, bây giờ mỹ nhân Udo đang ở vân tiêu cầm lâu Đưa tiểu thư đến cho họ nhìn một cái đi Đâu mới là mỹ nhân của quỷ đệ nhất Udo đây Ta còn không có thời gian đáp lời Các nàng đã vội vã trang điểm cho ta Thay cả trang phục, lẫn mặc hài Tinh lực của ta thực sự không thể sinh hoạt rồi Như bọn nha hoàn Chỉ đành ngồi trên ghế Tùy các nàng muốn làm gì thì làm Các nàng lấy bột phấn Vẽ loạn trên mặt ta lại bôi nước son đỏ thấm lên môi của ta. Ta mấp máy môi, cảm thấy hương vị đó có gì không đúng, dùng ngón tay áp út lau một chút người người. Đây là cái gì? Hương vị sao lại quen thuộc như vậy nhỉ? Nha hoàn giáp cua cua cái chậu vàng đầy chất lỏng màu đỏ trong tay. Hồi bẩm tiểu thư, đây là máu người à? Đương nhiên là quen thuộc rồi. Tiểu thư dùng đều là đồ xa xỉ nhất đó. Đây đều là đồ mới hết đấy. Người xem còn có chút ẩm đúng không nào? Ta ói ra vài tiếng, lau lau mặt, một quả tim cũng đến mức nhảy lên cổ họng mất thôi. Đây đây có phải là phấn đó à? Nha hoàn ất phất tay với nha hoàn bính. Nha hoàn bính lấy ra một thanh xương trắng gõ gõ. Cho cốt cũng là vừa mới mài ra nhá Trên mặt ta toàn là nước. Nôn vào cái chậu rửa mặt cũng phải mất thời gian một chén trà nhỏ. Dù sao cuối cùng cũng đã hiểu rõ. Thẩm mỹ của quỷ khác thẩm mỹ của người. Bởi vậy các vị mỹ nhân Udo kia hẳn là có quỷ dạng hù chết người rồi. Ta bị bọn nha hoàn này chỉnh đi, chỉnh lại, tới nửa chết nửa sống. Bởi vậy, với việc gặp mỹ nhân, thật tốt đã chuẩn bị tâm lý phi thường cứng cỏi rồi. Cho dù nàng ta không đầu không tay, không chân, không lưỡi, quá giải thòng lòng hay là mắt trắng giá đi, ta cũng không nên phản ứng thái quá. Cho nên, khi các nàng chỉ vào bóng dáng của một hồng y quỷ, trong lúc nhất thời ta có chút phản ứng không kịp. Ở đâu kia? Ở đó đó, bọn nha hoàn chỉ vào hồng y quỷ kỳ. Trong vân tiêu cầm lâu, người người tấp nập, ta đi chen chúc nửa ngày mới nhìn thấy bóng dáng của vị mỹ nhân kia. Bỗng nhiên chớp mắt, các người đang nói tới tới ai? Bọn nha hoàn đồng loạt đáp, người mặc hồng y kia, nhưng mà đó là nam tử mà. Bọn nha hoàn ngần người, nha hoàn giáp nói, chẳng lẽ các người không ai nói cho tiểu thư, mỹ nhân u đô là nam quỷ sao? Những nhà hoàn khác lại hai mặt nhìn nhau chốc lát. Ta nghĩ thử thì biết rồi mà, ta cũng nghĩ, nhưng mà đó là nam nhân mà. Ngay cả quỷ đại thầm bên cạnh đều không nhịn được lên tiếng. Dạ xoa cô nương, cô có phải mới chết hay không? Ngay cả danh hòa của mỹ nhân công tử cũng chưa nghe qua sao. Ta thành thật lắc đầu, quỷ đại thầm vẻ mặt khinh khỉnh xua tay, tiếp tục chen vào để ngắm hồng y quỷ bên trong. Hồng y công tử ngồi trên chiếu trúc, Trước người là một đài tranh thật dài, dèm tơ kết trâu, hoa che đi thân ảnh của y. Ngón tay của y thon dài trắng nón, đầu ngón tay gầy cầm huyền vậy mà hữu lực, cho nên đàn ra một khúc cũng trảo dâng bao u oán. Mái tóc đen dài phủ lên áo choàng đỏ thấm, bày chân chiếc chiếu trúc như một hoa hồng nở rộ giữa thác nước đen. Người này có phải là họa hay không? Ta hình như cũng gặp qua rồi nha hoàn nói đúng vậy đúng vậy đấy chàng ấy họ họa. nhưng mà bộ dáng tuyệt không dọa người còn rất đẹp mắt nam quỷ sao lại có một dạng dọa người nam quỷ đâu phải nữ quỷ đâu phải xinh đẹp mới được đây là cái đạo lý gì vậy chẳng lẽ nữ quỷ phải có bộ dạng giống như ta mới được sao tiểu thư người không biết quỷ trong truyền thuyết dương gian hầu hết là nữ hay sao đúng ti chức nữ âm phủ chính là khiến người phàm sợ hãi âm khí nữ quỷ càng thích hợp tọa người, cho nên được phái đi dương gian giết người báo thù đều là nữ quỷ. Nếu người có bộ dạng giống phàm nhân thì còn dọa được người sao? Vì vậy diện mạo càng dữ tợn, càng khủng bố thì nữ quỷ cho chúng ta càng xinh đẹp. Nhưng nam quỷ không giống vậy, ngoại trừ hai vị vô thường gia và quỷ sai là đặc biệt gia. Nói chung thì nam quỷ sẽ không rời âm phủ đâu, cho nên nam quỷ bộ dạng xinh đẹp mới phù hợp với thẩm mỹ của chúng ta thì ra là vậy xem ra ta thực sự rất xinh đẹp rồi nhìn thấy các nàng đồng loạt gật đầu ta đành cam chịu quay lại nhìn về phía mỹ nhân cuối cùng y do gảy đàn mà nghiêng đi nửa mặt ta bỗng quay đầu hỏi khoan đã hoa công tử là quỷ đúng vậy không phải quỷ thì sao gọi là ô đô mỹ nhân nhưng có nữ quỷ cho ta biết y tiên là tiên trên người y không có âm khí chàng trước kia là tiên sau khi phạm chuyện gì đó thì bị hạ tới địa ngục vô gian. Xong ở âm phủ này, nếu có người quen, hết thảy đều xuân sẻ. Mỹ nhân tử tiêu cũng là vậy. Chàng có quan hệ rất tốt với phong đô đại đế. Hiện tại không chỉ thoát ra, còn thành đại nhân vật. Còn nữa nha, chàng đạo hạnh rất cao, rất nhiều lệ quỷ đều không cảm nhận nổi âm khí của chàng đâu. Ta ngắt lời nàng. Từ từ, ngươi gọi y là là gì? Mỹ nhân tử tiêu đó. Nhao hoàn nghiêng đầu vẻ mặt không hiểu. Y tên Hoa Tử Tiêu. Vâng, tiểu thư. Chàng nói với ta rằng Hoa Tử Tiêu tùy tên dễ nghe, nhưng trông y như yêu quái vậy. Là lệ quỷ chết oan, ta nhất định sẽ sợ. Nghĩ vậy, Hoa Tử Tiêu dường như phát hiện điều gì đó. ngẩng đầu nhìn về phía ta, có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười. Lông mi dày và đen, dường như che đi đôi mắt cong lên vì cười. Ta không biết y có phải ý đang cười với ta hay không. Tim ta đập thình thịch rồi y hoàn toàn không có yêu khí của hồ ly tinh lơ làng kia, nhưng cũng không phải là bộ điệu như phàm nhân. Gương mặt của huynh thành như vậy này lại tàn ra hơi hơi quỷ dị. Lúc trước sao ta có thể nhìn y là con người chứ? Ta bây giờ chỉ muốn biết thôi, là cha ta nói dối hay ta hiểu sai chuyện gì?